dụ là ăn rồi phải bao rồi bỏ đi thêm học rồi nhà lại đi ăn đi rồi ăn đi Xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Video này thì mình làm giới thiệu đến mọi người một hai kênh YouTuber từ huyện Chư Prong với Chư Pử nha. Đấy. Hôm nay thì mình đón hai người sẽ qua đây cùng với các chú mình hay quay đấy. Đây là ơi ai tin mình hay gọi là như vậy. Còn đây là Mỹ Chan, ca sĩ Mỹ Chan, mọi người hãy xem trong video của mình đó. Còn đây là tay guitar của mình, Mỹ Chốt. À, xin chào hai anh nhá. Ừ. Trước đây giao lưu với em trong bếp bác. Qua đây bắt tay. Đây, bạn ngàn đấy. Mệt. Và đây là kênh chủ kênh của Siêu Nhi. Siêu Nhi. Còn đây là anh chủ kênh của Quách Chiêu TV. Mọi người hãy ủng hộ hai anh kênh của hai anh nhé. Hai anh cũng sưu tầm nhạc dân ca dry. Anh Chiêu Quách thì rất giỏi, vừa biết hát vừa biết đánh đàn luôn. Còn đây là mình hay quay ở đây là nguyên làng của mình. Mời mọi người cùng theo dõi các video tiếp theo từ ba kênh mình nhé. Bây giờ mình lên chuẩn bị công tác thu âm thôi mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Yeah.
Ô
Bây giờ mình
kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người theo dõi kênh thì bấm like và đăng ký kênh nhé. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người nha.